Xin chào, mình là Chí Chu. Mình là chuyên gia trang điểm. Mình đã vào nghề được 6 năm. Hôm nay Chí xin chia sẻ một bí quyết với các bạn gái thường xuyên trang điểm ở nhà. Ngoài những cái yếu tố quan trọng như là kỹ thuật trang điểm, lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da và ánh sáng cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Vì trong môi trường thiếu ánh sáng, các bạn sẽ dễ mắc phải những lỗi như là đánh nền không đều màu, má hồng mà quá đậm, kẻ mắt dễ bị lem, và những điều đó sẽ làm cho các bạn thiếu tự tin khi giao tiếp. Là một chuyên gia trang điểm, Chí thường xuyên làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng, và giải pháp của Chí là sử dụng sản phẩm gương đèn trang điểm Hollywood đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Đối với sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được tất cả các khuyết điểm trên gương mặt và giúp cho các bạn dễ dàng trang điểm hơn và không phải mắc phải những cái lỗi khi mà trang điểm như Chí đã nói ở trên. Chí mong là cái sự chia sẻ của Chí sẽ giúp cho các bạn có được một cái gương mặt hoàn hảo, sự tự tin trong giao tiếp, và nhớ nhé, đừng nên trang điểm trong môi trường thiếu ánh sáng.